Ờ, các em có nghe tiếng anh thầy không ạ? Có nghe tiếng không em? Có thầy ơi. Dạ nghe thầy ơi. Rồi rồi, cảm ơn em. Tiếp theo đó là thầy sẽ giới thiệu cho các em một cái định lý, rồi cái này nó gọi là cái nguyên lý trồng trắc nghiệm, gọi là cái nguyên lý trồng trắc nghiệm. Nguyên lý trồng trắc nghiệm là như thế này. Bây giờ giả sử như cái phương trình 1 á, mà cái biểu thức f(x) á, nó là tổng của f1x cộng f2x như thế này. Em có thấy cái màn hình của thầy không ạ? Dạ thấy rồi thầy ơi. Đúng rồi. Thì ở đây đó là nếu như là cái phương trình 1 á, mình mà cái biểu thức f(x) á nó tách thành là f1x cộng f2x như thế này. Thì cái phương trình 1 mình sẽ coi như nó là từ cái phương trình 1 này mình sẽ tách ra là được hai cái phương trình là 1a với 1b. Thấy không? 1a 1b tức là phương trình 1a đó thì cái vế trái của nó cũng giống như phương trình 1. Nhưng mà cái vế phải nó mình lấy f1x thôi. Còn cái phương trình 1b đó thì cái vế phải của nó là mình lấy f2. Thấy không? Mình lấy f2 thôi. Còn còn cái vế trái của nó giống giống như phương trình 1 bên trên đây. Như vậy thì giả sử là cái Y01 là một nghiệm riêng của thêm chữ riêng nữa của phương trình 1A, và Y02 là một nghiệm riêng của phương trình 1 1B. Thì khi đó mình lấy Y01 mà cộng Y01 mà cộng Y02 đó, mình đặt cái này là Y0 thì nó chính là nghiệm riêng của phương trình 1. Thì cái nguyên lý này gọi là nguyên lý trồng trắc nghiệm ha, nguyên lý trồng trắc nghiệm. Thì ở trong cái tài liệu chúng ta nó có một cái ví dụ là mình sử dụng cái nguyên lý trồng trắc nghiệm này. Tức là ví dụ 3.13. Không? Thì chỗ ví dụ 3.13 này đó thì mình ký hiệu đây là cái phương trình số 5. Ký hiệu phương trình số 5. Thì là trước tiên đó là mình cũng giải cái phương trình thường nhất, tìm nghiệm tổng quát phương trình thường nhất bằng cách là mình giải cái phương trình đặc trưng. Thì cái phương trình đặc trưng này đó nó có hai nghiệm là k bằng 1 với k bằng 5. Như vậy á, thì hai cái nghiệm riêng mà độc lập tuyến tính của phương trình thường nhất này á, tức là y0 y1 nó sẽ bằng là cái gì? E mũ x. Còn y2 đó thì nó bằng là e mũ 5x. Và mình lấy c1 nhân cho y1 và lấy c2 nhân y2 thì mình sẽ được cái nghiệm tổng quát của cái phương trình thường nhất là phương trình này. Không? Đấy, nghiệm tổng quát của phương trình thường nhất. Bây giờ đó là mình sẽ tìm nghiệm riêng của cái phương trình số 5 này. Nhưng mà cái phương trình số 5 này á thì nó sẽ có hai dạng, một dạng đó là e mũ x. Còn một cái dạng là có đa thức không? Không có e mũ x. Như vậy thì ở đây mình sẽ coi cái thằng này là f1 nè. Coi thằng này là f1 nè. F1x nè. Còn thằng này là F2X nè. F2X. Và mình sẽ tách ra làm hai hai cái phương trình tương ứng. Phương trình 5 này mình sẽ tách ra thành phương trình 6 và phương trình 7, đúng không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ tìm nghiệm riêng của phương trình số 6 này. Tìm nghiệm riêng của phương trình số 6 này bằng cách là gì? Mình thấy là cái Fx của phương trình số 6 á, là nó có dạng là 3 nhân e mũ x, đúng không? Tức là nó có dạng là e mũ x rồi đa thức nữa. Nhưng mà đa thức này là mình coi với là bx nó bằng 3, thấy không? Thì cái bnx ở đây đó, bnx này đó là nó bằng 3. Bằng 3 thì mình coi là cái này là đa thức bậc 0. Đa thức bậc 0. Đúng không? Đa thức bậc 0. Đấy, thì cái bnx là đa thức bậc 0. Và cái alpha ở đây bằng 1. Đúng không? Tại vì là e mũ x là e mũ x, x là 1. E mũ x là e mũ 1x á, thì alpha là 1. Mà alpha là 1 là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng. Cho nên cái nghiệm của cái phương trình số 6 này nè, nghiệm của phương trình số 6 này nó cũng sẽ có giống là như thế này, tức là cũng là e mũ x rồi nhân cho một cái đa thức bậc 0 tổng quát, mà đa thức bậc 0 nó chính là một cái
cái số thực a khác không nào đó thôi. Thì ở đây mình lấy cái a nhỏ, thấy không, a nhỏ. Nhưng mà do cái alpha nó là nghiệm của phương trình, nghiệm đơn của phương trình đặc trưng, cho nên cái chỗ này mình phải nhân thêm x vô, nhân thêm x vô. Lúc nãy là cái trường hợp thứ hai đó, trường hợp thứ hai chỗ cái phương pháp hệ số bất định mà lúc nãy thầy có giới thiệu trên đây này, cái dấu cộng thứ hai của trường hợp thứ nhất chứ. Đấy, thì là chỗ này. À, tức là cái nghiệm nghiệm riêng của nó giống như cái biểu thức fx, nhưng mà nhân thêm, phải nhân thêm x vô, thấy đấy. Thì cái chỗ này nó là nhân thêm x vô nè, thì nó trở thành là e mũ x rồi nhân cho a x đấy. Thì cái y một này đó, y một này lúc nãy bên cái chỗ nguyên lý trong trắc nghiệm là tôi ký hiệu là y không một đó, thấy không, để nó tránh nhầm lẫn với cái y một của cái thằng phương trình thường nhất ở trên đây. Đấy. Thì bây giờ đó thì cái nghiệm Y1 này nó sẽ có dạng thế này. Và mình lại đạo hàm đến cấp 2. Đạo hàm cấp 2 thì cái chỗ này em đạo hàm theo kiểu là U nhân V đạo hàm thôi. U nhân V đạo hàm thôi. Và đạo hàm cấp 2 nó sẽ có dạng này, đạo hàm cấp 1 dạng này. Và mình sẽ thế vô phương trình số 6 nha. Thế vô phương trình số 6 trên đây nè. Phương trình số 6 là phương trình trên đây. Đấy không? Tức là chúng ta sẽ thế vô phương trình này. Phương trình này. À, thì cái chỗ nào y 2 phẩy đó mình thế chỗ này. Y 2 phẩy thì mình thế bằng thằng này. Còn cái chỗ mà y phẩy đó là mình thế thằng này. Còn chỗ nào y đó, là mình sẽ thế nguyên thằng này. À, thế vô thì chỗ y 2 phẩy thì mình thế, đây là y 2 phẩy nè. Y 2 phẩy nè, đúng không? Còn chỗ này là y phẩy nè. À, chỗ này là y nè. Tại hai bên đều có e mũ x hết rồi. À, nên là mình bỏ e mũ x hai bên luôn. Thì mình sẽ thế phần này vô thì mình sẽ bỏ mình bỏ e mũ x hai bên luôn. Đó, và sau đó mình sẽ gom lại. Gom lại á, thì ở bên đây á, là cái ax nè. Rồi trừ 6 ax rồi cộng 5 ax là nó bằng 0. Tức là cái phần này nó mất. Cái phần ax là nó mất. Thấy không? Vậy thì nó còn cái hệ số tự do thôi. Thì chỗ này mình thấy là 2a trừ 6 mình nhân vô đây là trừ 6a. 2a mà trừ 6a là trừ 4a. Vậy thì bên với trái nó còn trừ 4a thôi. Còn bên phải thì nó còn số 3. Vậy thì mình được a nó bằng trừ 3 phần 4. Mà a trừ 3 phần 4 vậy thì mình sẽ được cái y1. À, mình được cái y1. Và tương tự như vậy á, thì mình sẽ tìm cái nghiệm của phương trình số 7 này. Thì phương trình số 7 này đó thì em thấy đó là nó không có cái e mũ x. Không có e mũ x đó, thì mình coi như là cái e mũ alpha x đó. Mình coi cái alpha bằng 0. Thấy không? Thì bây giờ mình sẽ tìm nghiệm riêng của phương trình số 7. Và phương trình số 7 thì fx nó dạng này. Như vậy thì nó cũng có dạng là e mũ alpha x nhân cho bnx, nhưng mà bnx ở đây á là đa thức bậc bậc 2. Còn cái alpha là bằng 0. Mà không thì nó không phải phương trình nghiệm của phương trình đặc trưng. Tại vì phương trình đặc trưng ở đây nó có nghiệm 1 và 5. 1 và 5, thấy không? Ở đây thì cái alpha này nó bằng 0, cho nên nó không phải nghiệm phương trình đặc trưng. Cho nên nó là cái nghiệm riêng của phương trình 7 này nó cũng có dạng như thế này. Đấy, nhưng mà nó là n bằng 2 nha. Lưu ý là đa thức bậc 2 tổng quát là cái dạng này. Đấy. Cho nên nghiệm của phương trình đặc trưng thật ra nó chính là đa thức. À, nghiệm 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 riêng của phương trình 7 thật ra nó chính là một cái đa thức bậc 2 thôi. Và đa thức bậc 2 này thì đạo hàm nó lên rất là đơn giản, thì cái này đạo hàm lên thì nó ra là 2ax cộng b. Đạo hàm cấp 2 thì nó ra 2a. Và mình thế vô phương trình 7. Phương trình 7 là phương trình này. Phương trình 7 là phương trình này này. Thấy không? Phương trình này. Đây phương trình chỗ này đây. Đây phương trình chỗ này, phương trình số 7 ha. Đó. Y 2 phẩy trừ 6 y phẩy cộng 5 y phẩy bằng 5x bình. Đó. À, mình thế vô. Thì chỗ này là y 2 phẩy nè. Y 2 phẩy nè. Trừ 6 y phẩy nè. Cộng cho 5 y nè. Bằng 5x bình nè. Đúng không? Đấy. Thì chỗ này y phẩy là mình sẽ thay. Y 2 phẩy là mình thay bằng 2a. Đúng chưa? Còn y phẩy là mình thay bằng 2ax cộng b. 2ax cộng b. Còn y á, thì mình thay ax để bình cộng bx cộng c luôn. Đó, thì bây giờ đó là mình gom lại. Cái chỗ này mình nhân vô thì nó là 5 5ax bình. Đúng không?
là bên trái nó sẽ là 5 a x bình, còn bao nhiêu bx, chỗ này nhân vô là 12 trừ 12 ax trừ 12 ax, rồi cái này là 5 bx, vậy là nó là trừ 12 nè, trừ 12 a nè, cộng cho 5 nè, tất cả nhân cho gì, 5b chứ, 5b tất cả nhân cho x. Đấy. Hệ số thì trước x là nó gồm có 12a nè và cộng cho 5b, chỗ này mình nhân vô là 5b. Còn hệ số tự do của nó ở đây là 2a. 2a nè. Còn chỗ này đó là trừ 6b nè. Trừ 6b nè. Trừ 6b. Còn chỗ này nhân vô là cộng 5c nữa. 5c nữa. Đấy thì cái hệ số tự do của nó là cái này. Và bên đây thì nó lại bằng 5 5 5x bình phương. Như vậy thì cái hệ số mà đi với x bình phương bên đây á, nó sẽ bằng hệ số đi với x bình phương đây. Tức là mình sẽ được là 5a bằng 5. Còn hệ số mà đi với x bên đây á là nó là thằng này nè. Còn hệ số đi với x ở bên với phải này nó không có nè, nó bằng 0 à. Thấy không? Còn hệ số tự do bên đây á bên với phải với trái á, là nó là những cụm này. Còn hệ số tự do bên đây á là nó không có cho nên nó bằng 0 nè. Không nè, thấy không? Đó, mình đưa vô thì mình giải cái hệ này ra. Giải hệ phương trình ba ẩn, phải không, giải hệ phương trình ba ẩn. À, thì nếu như mà mình giải tay nó hơi bó gói thì mình bấm là giải hệ phương trình ba ẩn thôi, thấy không, mắt chính nè, mà hỏi phương trình là số 1, phải không, ba ẩn bấm số 3. Thì cái phương trình thứ nhất á là nó là hệ số đầu tiên là 5, hệ số sau là 0 hết. À, cái hệ số này nó là 5. Còn cái phương trình thứ hai là hệ số đầu tiên là trừ 12 nè. Hệ số thứ hai là 5. Hệ số thứ ba là 0. Hệ số thứ tư cũng là 0. Rồi phương trình thứ thứ ba là hệ số đầu tiên là 2. Hệ số thứ hai là trừ 6. Rồi hệ số thứ ba là 5. Và hệ số cuối cùng là 0. Rồi bấm ra thì A nó bằng 1, A nó chính là x nè. Và B nó bằng 12 phần 5 và C nó bằng 62 phần 25. Đó. Thì sau khi mình giải ra mình được ABC rồi đó thì mình sẽ kết luận được cái Y2. Và sau khi mà mình có Y2, Y1 rồi đó. Tại vì Y1 là nghiệm của 6, Y2 là nghiệm của 7. Thấy không? Cho nên mình cộng cái Y1 với Y2 lại thì Y1, Y2 nó chính là nghiệm của 5. Nghiệm của phương trình 5. Thấy không? Và cộng lại thì mình sẽ được nghiệm của phương trình số 5, tức là Y0 này. Cộng 2 này lại. Và sau khi mình có nghiệm của phương trình số 5, đó là nghiệm riêng của phương trình số 5, thì mình sẽ suy ra được cái nghiệm tổng quát của phương trình số 5. Nghiệm tổng quát phương trình số 5 tức là cộng thêm cái C1 em của x rồi C2 em của 5x vô. Thấy không? Thì đó là cái mình sử dụng cái nguyên lý chồng chất nghiệm để mà giải cái phương trình di phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng số. Thì cái ví dụ số 14 thì nó cũng tương tự thôi. Đấy, thì ở đây đó là mình sẽ tách cái này ra làm hai, tách cái này ra làm hai. Và trước tiên đó, tách ra đó thì mình phải giải cái phương trình thường nhất trước. Giải phương trình thường nhất đó, thì mình thấy rồi là cái phương trình thường nhất này đó, nó có cái phương trình đặc trưng là cái này. Và cái này mình bấm máy ra thì nó ra nghiệm là 1 cộng 2y với 1 trừ 2y. Có nghĩa là ở đây alpha của mình nó bằng 1, beta nó bằng 2. Và cái nghiệm tổng quát lúc này cái Y1 của mình á, Y1 á thì nó sẽ bằng là e mũ alpha đó, alpha x nhân cho cos beta beta x. Rồi Y2 á thì nó sẽ bằng e mũ alpha x nhân cho sin beta x, đúng không? Rồi cái này là mình đã học cái chỗ giải phương trình thứ nhất rồi. Rồi tôi nhắc lại chỗ này. Đấy, nhắc lại cái kiến thức nó nằm ở đây này. Chỗ mà tìm nghiệm ghi tổng quát của phương trình thường nhất á, nghiệm tổng quát phương trình thường nhất là chỗ này. Cái trường hợp thứ ba này, đúng không? Nếu mà phương trình đặc trưng nó có hai nghiệm như thế này thì khi đó cái Y1 nó là cái này, Y2 nó là cái này, và nghiệm tổng quát của nó là mình lấy C1 nhân Y1 cộng C2 Y2. C1 Y1 cộng C2 Y2. Bây giờ mình đảo là ví dụ 14 nha. Ví dụ 14 thì cái C chỗ này Y1 của mình á
Y1 của mình nó sẽ bằng cái gì? Là E mũ X cos 2X. Còn Y2 thì nó bằng E mũ X sin 2X thôi. Và lúc này mình sẽ nhân cái chỗ này, mình nhân cho C1, chỗ này nhân cho C2. Và mình đem E mũ X làm thường chung thì mình được cái nghiệm tổng quát của phương trình thường nhất. Thấy không? Phương trình thường nhất là phương trình này nè. Đó. Thì bây giờ đó, cái phương trình số 8 này đó, thì để tìm nghiệm riêng của nó đó, mình cũng tách ra làm hai phương trình số 8 này. Một cái là có mũ, một cái có hàm mũ, một cái không có hàm mũ, thấy không? Mình sẽ tách phương trình số 8 thành phương trình số 9 và phương trình số 10. Bây giờ đó, mình nghiệm riêng của phương trình số 9 đó, thì nó sẽ có dạng này. Thấy không? Còn nghiệm riêng của phương trình số số 10 á là nó sẽ có dạng này. Đó, và mình cứ việc mình đạo hàm lên. Đạo hàm lên, đạo hàm cái y1 lên, mình thay vào phương trình số số 9 là mình được cái a. Mình suy ra nghiệm của phương trình số 9 lại nè. Còn đối với phương trình số 10 đó thì mình lấy cái y2 này nè, mình đạo hàm đến cấp 2. Đạo hàm cấp 1, đạo hàm cấp 2 và mình thế vô phương trình số 10. Thế vô phương trình số 10 là phương trình này. Thấy không? À, mình cân bằng ra mình sẽ được cái hệ số ABCD. À, tóm lại là mình sẽ được cái gì? Cái nghiệm của phương trình số 10 là y mũ 3, y bằng x mũ 3. Và mình lấy cái y1 mình cộng y2 mình sẽ được nghiệm của phương trình nghiệm riêng của phương trình số 8. Và do đó là mình sẽ được cái nghiệm tổng quát của cái phương trình số 8 là đây. Đấy. À, chúng ta tiếp tục sang cái ví dụ số 15. Ví dụ số 15. Thì giải phương trình này. Phương trình này thì cái dạng fx nó thì vừa có dạng đa thức và hàm sin thôi, lượng giác thôi. Thì đầu tiên đó là mình giải cái phương trình thường nhất. Phương trình thường nhất thì cái đặc trưng của nó là k bình phương. Cái chỗ này mình thấy không thấy có cái y nè, không thấy có y phẩy nè. Không thấy có y phẩy thì có nghĩa là cái hệ số trước y phẩy là cái b đó nó bằng không. Cho nên cái phương trình đặc trưng của nó là nó k bình phương cộng 1. K bình phương cộng 1 thì giải ra thì nó có nghiệm phức. Nghiệm phức này thì mình coi như là alpha bằng 0 và beta bằng 1. Thì lúc này nó sẽ có hai nghiệm là y1 bằng cái gì? Bằng bằng e mũ 0x nhân cho cos cos x. Tức là cos x luôn đó. E, tại e mũ 0x là bằng 1 thôi, thấy không? Còn y2 á, y2 là cũng là e mũ 0x nhân cho sin sin x. Và mình sẽ nhân C1 vô cos x, C2 vô vô sin x thì mình sẽ cộng lại. Đây là mình sẽ điểm được nghiệm của phương trình thường nhất đây. Đó, còn còn muốn tìm nghiệm riêng của phương trình không thường nhất này thì mình thấy cái fx nó có dạng là hàm mũ nhân đa thức nhân lượng giác, đúng không? Thì ở chỗ này thì mình thấy trong cái đề là nó không có cái e mũ. Thì hiển nhiên là mình nếu không có e mũ thì mình coi như là alpha bằng bằng một bằng không. Còn là ở đây nó cũng không có cos luôn, nó chỉ có sin thôi, không có sin, nó có sin thôi, nó có cái sin này thôi. Và nếu mà nó có cái sin này đó thì mình có thấy là sin ít thôi, vậy thì có nghĩa là beta nó bằng 1. Và cái đa thức trước cái sin này đó, tức là QM đó, là đa thức bậc bậc một. Đa thức bậc một là em thấy ở đây có 4x này, 4x này, thấy không? 4x là cái QM đó, M này nó bằng 1. À, ở chỗ này là mình suy ra để m một là đa đa thức bậc một, m bằng một. Còn ở đây là nó không có cái b b mx thì coi như cái b nx này nó bằng không, b nx này bằng không mà không á thì có nghĩa là bậc âm vô cùng, nha. Đấy, thì nếu mà y bằng không, cái đa thức b nx bằng không á, thì mình coi nó cái nó là cái bậc âm vô cùng. Đấy. Thì cái bậc lớn nhất của nó là bậc 1. Đó. Nhưng mà bây giờ là mình quan sát mình thấy ở đây là cái alpha là bằng 0. Alpha bằng 0 còn beta thì bằng 1. Cho nên alpha cộng beta nó bằng y mà y nó lại là nghiệm của phương trình đặc trưng nữa. Thấy không? Thì cái chỗ này em coi là lý thuyết nè. Chỗ cái trường hợp 2 á. Chỗ trường hợp 2 coi là lý thuyết nè. Cái trường hợp 2 không, nếu như dấu cộng thứ hai của trường hợp 2 là nếu như alpha cộng y beta là nghiệm của phương trình đặc trưng đó, là nghiệm của phương trình đặc trưng
thì cái nghiệm riêng của cái phương trình không thường nhất á, mình lấy giống cái dạng fx nhưng mà mình phải nhân thêm cái chữ x này vô, phải không, nhân thêm cái chữ x vô, chữ x nhiều thì đảo lại cái ví dụ của mình, đảo lại ví dụ của mình. Thì trong cái ví dụ này đó thì em thấy là m bằng 1 còn n thì nó bằng âm vô cùng. Chỗ này mình coi là n bằng âm vô cùng. Đó, chỗ này là n bằng âm vô cùng. Cái đa thức không á là nó coi cái bậc nó là âm vô cùng. Còn đa thức mà dạng hằng số á, thì mình coi nó là bậc không. Thấy không? Đấy. À, thì các em lưu ý nè, à, một số vấn đề này, tôi nói thêm ha. Nói thêm. Lưu ý này. Nếu mà cái bx á, bx là bằng không á, thì mình coi đây là đa thức này đó, đa thức này đó là bậc, bậc nó là âm vô cùng, bậc nó âm vô cùng. Còn còn cái bx mà nó bằng một cái số a nào đó, à, mà nó khác không, khác không, thì cái này là coi như là đa thức bậc không, đa thức bậc không. Còn cái đa thức bậc một á, đa thức bậc một, một nó sẽ là bx, bx bằng a ax cộng b, a x cộng b. Lưu ý ở đây là a khác không, a khác không thì mới gọi là đa thức bậc một, thấy không? À, còn cái đa thức bậc hai, bậc hai nó sẽ là cái này, bx bằng a x bình phương rồi cộng cho bx rồi cộng c. Lưu ý là chỗ này a cũng khác không nha, không a khác không thì mới gọi là đa thức bậc ba thì tương tự ha, nhân dân. Thế mình đảo là cái này, thì cái chỗ này đó thì ở trong trong cái đề của mình á, thì cái fx của mình đó là thằng này, tức là nó có cái sin cái 4x nhân cho sin x, 4x nhân cho sin x, như vậy thì cái 4x này đó là cái đa thức bậc 1. Cái này là đa thức bậc 1. Thấy không? Tức là m1. Còn ở chỗ này nó không có cos x, nó không có cos beta x. Nó không có cos thì mình coi như cái hệ số trước cos đó là nó bằng 0. Mà b bn x mà bằng 0 á thì coi như nó là bậc âm vô cùng. Như vậy thì giữa cái số âm vô cùng với số 1 này á, là một là lớn nhất, đúng không? Một lớn nhất. Cho nên cái đa thức bậc 1, đa thức bậc 1 của mình nó chính là này, ax cộng b và cx cộng d. Và lưu ý là hai cái này nó khác nhau nha. Ax cộng b với cx cộng d là hai đa thức bậc 1 nhưng mà khác nhau. Một cái nhân với cos, một cái nhân với sin. Đó. Nhưng mà chỗ này là do mình lập luận ở trên á, cái số này nó là nghiệm của phương trình đặc trưng, cho nên ở chỗ này mình phải nhân thêm chữ x vô nữa này, và cái x này đó mình sẽ nhân phân phối vô đây, nhân phân phối vô cái dòng này luôn đó, và nó nhân vô đây cái dòng này luôn thì là cx vuông cộng d luôn đó. Và sau đó là mình cái y không này đó mình lại đạo hàm đến cấp 2. Đạo hàm đó thì cứ em cứ đạo hàm theo kiểu hàm tích đó. Mình đạo hàm theo kiểu đạo hàm của hàm tích u nhân v đạo hàm đó, u nhân v đạo hàm, u nhân v đạo hàm ha. Đấy. Thì mình đạo cứ việc đạo hàm đến cấp 1 rồi đạo hàm đến cấp 2. Rồi sau đó là mình sẽ thế vô cái phương trình. Thế vô cái phương trình. Mắc tín hiệu rồi. Máy nó nóng quá, nó mắc tín hiệu. Thì mình thế vô cái phương trình mà phương trình ban đầu nó cho là phương trình này, phương trình này. Thấy không? Cứ thế việc thế vô.
nó mắc công thức của thầy đó. Thì khi mà mình thế vô thì mình được cái này, mình được cái biểu thức này, thì ở bên phía phải nó vẫn là 4x nhân cộng cho sin x đúng không, thì ở đây nó là cộng cho 0 nhân cho cos x đó, cos x đó. Đó, thì mình sẽ cân bằng theo theo hai hai cái, một cái là theo cos, một cái theo sin. Cái nào theo sin thì mình cân bằng theo sin, cái này là theo sin nè, thì mình sẽ cân bằng theo cái 4x này. Thì cái theo sin đó thì ở đây là cái hệ số trước x đó, nó là -4a, -4a thì mình sẽ cho nó bằng bằng 4, thấy không, -4a. Cái này là mình cân bằng theo sin nè, còn cái này mình cân bằng theo cos nè, thì coi như là ở chỗ bên đây không có cos thì mình coi như cộng cộng cho 0 nhân cos vậy đó, cho nên là cái thằng này là mình sẽ cân bằng cho số 0 nè, còn cái thằng này đó là mình sẽ cân bằng cho số 4x này nè, đúng không, cân bằng số 4x. Và sau khi cân á, cân bằng á, thì cái hệ số trước x này đó thì mình sẽ cân bằng cho cái số 0, bằng số 0, còn cái hệ số mà không đi với x này cũng cân bằng cho 0 luôn, đúng không. Còn chỗ này là hệ số đi trước x ở dưới đây á, là mình cân bằng cho số 4. Còn hệ số mà không đi với x dưới đây á, là mình sẽ cân bằng cho 0 luôn. Và cái đây là hệ phương trình. Hệ phương trình gồm có 4 ẩn, 4 phương trình. 4 ẩn, 4 phương trình, về nguyên tắc là mình sẽ giải ra. Thấy không? Giải ra thì ở đây mình giải được A bằng cái này và D bằng cái này. Còn BC thì bằng 0 rồi. Do đó là mình thế trực trực tiếp lên cái chỗ Y0 chỗ này nè. Chỗ Y0 này mình có A rồi, có D rồi. Còn BC nó bằng 0 thì chỗ này mình bỏ đi. Cái này bỏ đi phải không? Đó, vậy thì mình sẽ được là A bằng -1. Vậy thì mình sẽ được cái nghiệm đó là A bằng -1 hả? A bằng -1. -1. -1 mà A bằng -1 thì cái này nó phải là trừ x bình phương mới đúng, thấy không? Nên chỗ này nó là A bằng -1. -1 thì cái chỗ này nó là trừ x bình phương cos x. Còn D bằng 1 thì nó là D x sin x. Vậy thì cái này nó phải là trừ x bình phương mới đúng ha các em. Trừ x bình phương, sửa lại giùm thầy trong tài liệu giùm thầy. Đó. Vậy thì cái nghiệm tổng quát của nó sẽ là cái này. Đó. Còn cái ví dụ 3.16 đó, thì cái này là thầy nhờ các em tự xem đi. Tại vì cái này mình sử dụng quy tắc, nguyên lý chồng trắc nghiệm luôn. Ha. Sử dụng nguyên lý chồng trắc nghiệm luôn. À, tự xem ha. Thì sử dụng nguyên lý chồng trắc nghiệm vô chỗ này. Mình tách ra làm hai trường hợp đó. Ở đây nó có giải sẵn đó, thì các em có thể xem lại được. Ha. Rồi sau đó là tới cái phần bài tập thôi. Thì trong quá trình làm bài tập, nếu mà chúng ta gặp khó khăn gì thì chúng ta có thể nhắn tin hỏi thầy ha. Thì có thể là thứ bảy tuần sau đó thì thầy xuống Cần Thơ thì thầy trò mình trao đổi trực tiếp cũng được. Thì buổi nay thì mình học tới đây thôi, thấy không? Một lát nữa thì thầy sẽ gỡ mấy cái video bài giảng.